Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video review sản phẩm của Vinmax. Và ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu cho các bạn một chiếc bình phun thuốc hiệu Con Ong Vàng. Ở đây mình có để hai mẫu, đó là một mẫu phiên bản cũ và một mẫu phiên bản mới của năm 2023. Đối với mẫu phiên bản cũ thì vỏ hộp sẽ là ba tông màu chủ đạo, đó là màu trắng, màu vàng và màu đỏ. Còn đối với dòng COV của năm 2023 thì cái vỏ thùng có màu, có sự thay đổi về màu sắc. Tông màu chủ đạo là màu trắng, màu vàng và màu xanh, mọi người có thể nhìn thấy ạ. Hình dáng ở bên trong thì cũng sẽ có thay đổi trong thiết kế, trong các họa tiết. Đây là bình mẫu của trước năm 2023 và đây là mẫu của năm 2023. 2023 thì chữ Con Ong Vàng sẽ được dập nổi và in chữ màu đỏ. Còn các cái mẫu cũ trước đây thì không có. Và mẫu của năm 2023 thì mình sẽ thấy là bộ phận sạc sẽ nằm ở bên cạnh hông. Còn mẫu cũ thì nó lại nằm ở phía đằng trước này. Và dây thì đi phía đằng trước. Còn dây của máy 2023 thì nó sẽ nằm ở phía hông đằng sau này. Nó sẽ tiện hơn, nó sẽ gọn hơn nữa. Còn lại về tổng quan thì nó sẽ giống nhau. Đối với dòng COV hiệu Con Ong Vàng thì mình sẽ có lại COV 16, COV 20, tương ứng là 16 lít và 20 lít. Và ngày hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn bình 20 lít ở đây ạ. Đối với dòng bình phun thuốc thì lúc nào mình cũng sẽ là có hai bên nắp. Một bên thì chúng ta sẽ cho hóa chất và có một cọt để mình khi mà mình cho hóa chất và cho nước. Mà thường thì mọi người nếu mà khi mà phun thuốc ở dãy, ở đồng thì mọi người thường sẽ múc nước ở các cái mương. Nên là thành ra là mình sẽ có cái tác, nó sẽ ngăn lại ở bên ngoài. Họ sẽ không vào trong bình, sẽ không ảnh hưởng đến bộ bơm. Còn phía bên này mọi người có thể để các cái đầu bếp để mình thay trong quá trình mà mình phun. Đi kèm theo máy thì sẽ bao gồm sạc này, có tay cầm này, có dây đeo này, và sẽ kèm theo là sách hướng dẫn cũng như là các cái đầu bếp phun. Ở đây thì mình có bếp loa, bếp đơn, bếp đôi, răng để mà mình siết nó vào thì các hóa chất sẽ không bị rỉ ra ngoài. Chiếc bình này được thiết kế rất là gọn gàng và chất liệu của bình là làm từ nhựa PV và PVC, rất là bền, không bị ăn mòn bởi hóa chất cũng như là các tác nhân của môi trường. Ở trong máy thì sẽ trang bị ắc quy 12V 8Ah. Với một lần sạc thì mọi người sẽ sạc từ 6 đến 8 tiếng và mình sẽ phun được khoảng 15 bình sau một lần sạc như vậy. Một sản phẩm cực kỳ là hữu ích, sử dụng cho bà con nông dân, sử dụng để phun thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật cho đồng ruộng, cho hoa màu cũng như là phun khử khuẩn ở trong các chuồng trại. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm này thì quý vị và các bạn mình có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline 024-3838-3456 hoặc là truy cập vào website máymocviet.vn. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.